Tôi mong rằng chúng ta là những người Việt Nam lên đây hãy để cho những người bản xứ tôn trọng người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, là những người lịch sự, có giáo dục, góp ý chân thành, không phải là những lời mạ lị vô căn cứ, vô chứng cứ để làm xấu mặt của người Việt Nam. Anh ơi, cái đó là của cái kênh đó là của ông thầy quần què đó anh. Cái tôi còn lạ hơn nữa. Tôi nói ủa ông thầy quần què là ai vậy? Tôi nói ủa ông thầy quần què là ai vậy? Tôi nói ủa tôi không biết. Tự nhiên có ông thầy quần què nào đâu ra? Thì ông thầy cái tên quần què anh nhớ coi. Cái vụ quần què đó nhâm Hoàng Khang mà cái cuộc thi mang tên là cái cuộc thi quần què dữ vậy. Ủa chứ không cho tôi quay gì chứ. Cái tôi thấy chi gì đu tôi nay là đu quần què gì ở đó mà tự nhiên rồi cái không cho quay. Tôi không hề nói cho quay. Rồi cái giờ nó lên nó ngồi cãi không cho biết nhà nó cũng cái mẹ nó chứ trời đất ơi tôi đâu có cần biết về cái đó có phải nhà nó hay không. Không hề mời tới nhà livestream. Đưa địa chỉ không thôi. Vậy tới nhà mày tao cạp mày hay là gì? Hả? Hay là mày không hề mời livestream mày tới mày là mày cắn tao hay làm gì? Hay nút lưỡi hay làm gì? Sao lúc đó không kêu cảnh sát bắt tôi? Chờ tới một năm sau lúc mà bọn cướp, lông giái của bọn cướp nó bạc mẹ nó hết rồi mới kêu cảnh sát. Mới là nói tôi dẫn người tới bắn. Ủa chứ đu ít nào đủ gì? Đu gì chứ gì? Tới làm gì? Coi nó tắm. Hay nút lưỡi nó hay làm gì?